Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Như Sao Tín Tài. Thì hôm nay trang trại Tín Tài cắt hai cặp nhung, thì trong đấy là có một cặp hơn 1 cân. Thì trang trại chuyển thẳng một cặp tươi lại đi về Vĩnh Phúc cho khách. Còn lại một cặp cũng rất là đẹp. Cặp nhung này là 7,4 lạng. Thì có một khách hàng quen, đấy là anh Tỷ mọi người nhé, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh mua ở trang trại rất là nhiều lần rồi, ở trong đấy là có mua cả cao hiu, bình ngâm sẵn, và anh đã từng đặt hai cặp nhung trước đấy để nhờ trang trại làm ngâm sẵn mật ong về anh chỉ việc sử dụng. Thì tiếp tục đến sau khi anh sử dụng một thời gian thì thấy tốt thì anh cũng đã giới thiệu cho bạn bè, và tiếp tục thì lần này là anh lấy tiếp tục một cặp nhung thứ ba. Thì cặp nhung thứ ba này thì là cặp nhung 7,4 lạng mà trang trại vừa cắt sáng nay, cũng rất là đẹp. Thì Tài báo anh thì anh cũng ok và nhờ trang trại làm lên bình luôn, tức là đối với cặp này thì trang trại sẽ làm ngâm với hai bình mật ong 2,7 lít và kèm theo cái 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc. Nhân sâm Hàn Quốc thì trang trại là đặt trực tiếp từ bên Hàn về. Thì đây là 1 kg là 6 củ, thì ngâm với cho anh là nửa cân. Đấy, nửa kg thì là 3 củ. Thì Tài đang chuẩn bị cái khâu mà chuẩn bị để làm lên bình cho anh ấy. Thì tiện có cái cặp nhung này, thì cũng năm nay thì Tài cũng đầu năm thì Tài cũng muốn làm một cái video để báo giá chi tiết đến các sản phẩm của trang trại hiện tại, để cho mọi người tham khảo và mọi người cũng biết được cái số lượng, cái tiền và cái giá cả hiện tại để mọi người quyết định đầu tư cho sức khỏe, rõ ràng trước khi cho đầu tư sức khỏe. Thì nhung hiêu tươi thì giá hiện tại mọi người nhé, giá hiện tại trang trại đang cung cấp ra ngoài thị trường là 1.590.000 một lạng. Tức là trang trại cắt xong ấy, trang trại chỉ bị cái vết cắt này thôi và sẽ cân lên. Thường thường ấy, mọi người nếu như mà theo dõi trang trại Tín Tài hoặc đang tìm hiểu nhung hiêu ấy, thường cũng sẽ biết đến trang trại Tín Tài thôi. Tại vì trang trại Tín Tài là một trang trại rất là lớn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, và trang trại cũng có tuổi đời là hơn 20 năm rồi, từ thời ông bà thì cũng rất là lâu rồi. Và Tài cũng làm kênh YouTube này cũng rất là nhiều khách hàng quen đã mua của trang trại, đã biết đến trang trại qua cái kênh YouTube mà Tài đang làm video đây. Thì như cặp nhung ngày hôm nay thì là cặp nhung 7,4 lạng, 7,4 lạng mà nhân với 1.590 mọi người nhé. 7,4 lạng nhân với 1.590.000 một lạng, thì cặp này có giá trị là 11.700.000 mọi người nhé. Đấy, để cặp một cặp nhung rất là đẹp thì Tài chuẩn bị làm để ngâm sẵn mật ong về anh chỉ được sử dụng thôi. Thì ngoài cái nhung hiêu này thì trang trại Tín Tài còn có sản phẩm đấy là cao hiêu. Cao hiêu thì là 650.000 một lạng, và trang trại có ngâm sẵn những cái bình ngâm thì Tài sẽ giới thiệu ở cuối video này. Đấy là những bình nhung hiêu ngâm mật ong mà về mọi người cũng có thể sử dụng luôn. Thì các anh chị cô chú bác mà nếu mà muốn tìm hiểu về cái sản phẩm đấy thì cuối video Tài có để một đoạn, thì mọi người có thể để ở cuối video để mọi người theo dõi. Đối với cái sản phẩm này, trang trại Tín Tài cam kết là khi đến tay mọi người là sản phẩm tốt nhất, tức là từ lúc mà con hươu nó bật cái nắp sừng để nó mọc nhung ấy, đến lúc cắt thì trang trại quy định là chỉ 43 đến 45 ngày là trang trại Tín Tài cắt thôi. Đảm bảo khi cắt là thường nhé mọi nhé, thường là cái nhánh chính này nó chưa phân tam này, là nhung là ở chất lượng tốt nhất. Khi đến mọi người là gọi là nhung loại 1 là loại chất lượng tốt nhất ấy. Còn nếu như mà loại 2 là thường là giống kiểu nó chẽ tan ra ấy, thì thường các anh mà thích mà ngâm những cái bình rượu lớn, thì muốn chẽ tan ra đẹp thì đặt trước trang trại, thì trang trại mới giữ để lại cái cặp nhung để kiểu nó dài ngày dài, thì để cho mọi người ngâm những cái bình rượu nó cũng vừa chất lượng lại vừa để trưng bày cho đẹp. Đấy, thì thường thường thì Tài cũng thông báo mọi người cái giá mà Tài thường đưa lên đấy là chính là cái giá mà nhung hiêu chất lượng tốt nhất mọi người nhé.
Và trang trại Kín Tài này từ trước cho mọi người biết đến thì trang trại chỉ cung cấp tươi nguyên như vậy thôi. Trang trại hiện tại là không làm khô. Để cho mọi người yên tâm nhất về sản phẩm thì trang trại Kín Tài là chỉ cắt xong, chỉ bịt vết cắt lại và sẽ gửi tươi nguyên cạch như vậy đến tận nơi mọi người nhận, rồi mọi người thanh toán cho bên giao hàng. Tất nhiên thì Tài cũng nói luôn ở trong video này, đối với những sản phẩm như cao hiêu này, bình ngâm sẵn thì trang trại vận chuyển tận nơi mọi người mới thanh toán hết. Còn đối với sản phẩm như hiêu tươi này, đặc thù của nó mọi người nhé, tại vì là cái đá làm lạnh đi các tỉnh xa ấy, nó chỉ được một chiều, tức là cái đá làm lạnh khi mà trang trại dùng để bảo quản nhung ấy thì nó chỉ được tầm khoảng 72 giờ thôi, hơn 72 giờ. Nếu như mà cái trường hợp mà mọi người có những khách hàng mà thay đổi quyết định hay là vui vui là vợ không cho lấy nữa chẳng hạn, vào là không nhận, không lấy, thì cặp nhung của trang trại khi chuyển lạnh ấy, nó sẽ bị hỏng, rất là đáng tiếc và rất là ảnh hưởng đến trang trại. Vì vậy nên đối với nhung hiêu tươi, Tài cũng công khai luôn là nếu như vận chuyển các tỉnh xa là trang trại vẫn yêu cầu chuyển khoản một cọc, một khoản nhỏ đó là 30% giá trị cặp nhung. Số tiền còn lại khi mọi người nhận là mọi người sẽ thanh toán cho bên vận chuyển. Thì thường thường là trang trại vận chuyển tươi thì cái quy trình thanh toán là như vậy. Còn như hôm nay là anh Tỷ thì anh là khách quen của trang trại, anh đã tin tưởng và đã sử dụng sản phẩm của trang trại rồi, tin tưởng vào cái uy tín của trang trại rồi, nên là anh nhờ trang trại làm ngâm luôn cái cặp nhung này, làm ngâm luôn cái cặp nhung này lên hai bình cho anh. Thế anh tin tưởng là anh nhờ làm, vì vậy là anh chuyển khoản hết luôn tổng giá trị bình ngâm hôm nay là tổng cộng là tất cả lại là hai bình thì nó là vào 19 triệu. Tài công khai luôn trên đây giá như nào và tổng hôm nay Tài làm khách cho khách như nào, Tài cũng công khai luôn để cho mọi người biết được cái tầm tiền để mọi người đầu tư ấy. Đối với số tiền mà đầu tư vào nhung ấy thì nếu như mà so với cái mức lương của mọi người mà đi làm công ty ấy thì nó cũng hơi quá cao một chút. Như mọi người nghĩ mà xem, con người ta cũng vậy, cái máy chúng ta so với một cái máy móc đi, chúng ta một cái máy móc mà hoạt động hàng ngày chúng ta cũng phải tra dầu, một cái xe máy cũng vậy, hoạt động hàng tháng thì chúng ta cũng phải tra dầu một lần, thay dầu một lần, thì tại sao một bộ máy, một cơ thể con người của chúng ta, một cái sức khỏe của con người chúng ta mà hoạt động cả năm mà mọi người không sao trích được một tháng lương hoặc hai tháng lương ra để bồi bổ cho cái cơ thể kiếm tiền, vận động đầu óc, vận động sức khỏe, kiếm tiền cả năm, mà tại sao chúng ta không trích ra một tháng, hai tháng để chúng ta bồi bổ cho cái cơ thể quý báu, cái sức khỏe quý báu của bản thân mình. Thì cái này cũng rất nhiều các anh chị là mải làm quá, đam mê công việc quá, chúng ta chưa nghĩ đến về sức khỏe. Đến lúc chúng ta có tuổi một chút hay là có ảnh hưởng một chút gì về sức khỏe, chúng ta mới tìm đến cái sản phẩm nhung hiêu này, mới tìm đến những cái bài thuốc về sức khỏe. Thì lúc đấy mọi người nhé, người ta, các thầy, các ông, các cụ, các ông bà ta ngày xưa nói một câu phòng bệnh hay hơn, bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Đấy, nên là nếu như mà sức khỏe các anh chị, cô chú bác mà đang bình thường, chúng ta cũng nên nghĩ đến dùng những cái sản phẩm bồi bổ như thế này để cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, hoặc là duy trì cái sức khỏe tốt đấy, duy trì nó bền hơn. Đấy, và chúng ta làm việc nó được năng suất hơn, làm việc được bền bỉ hơn, khỏe mạnh hơn, thì chúng ta nên sắm cho mình một cái cặp nhung hiêu, hoặc là những cái sản phẩm bồi bổ chúng ta nên tầm bổ, chúng ta một năm chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe ít nhất nha mọi người nhé, ít nhất là một lần, và tốt nhất là hàng ngày chúng ta phải nghĩ làm sao cho sức khỏe của chúng ta tốt lên, vậy thì cơ thể chúng ta mới tránh được những cái bệnh tật xâm nhập. Sức khỏe chúng ta mấy lúc nào cũng tốt. Đây là cũng là một cái video mà Tài muốn dùng một cái đoạn cuối để tâm sự và cũng nói về những cái quan điểm của mình. Thì cái sản phẩm của trang trại Kín Tài thì mọi người yên tâm, thì nếu như anh chị của chú bác nào muốn đến trang trại cắt trực tiếp thì cứ liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại trên màn hình nhé, là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên mọi người cứ add Zalo lại để trang trại được tư vấn chi tiết hơn. Nếu như anh chị cô chú bác nào mà đang quan tâm đến nhung hiêu rồi
nhưng mà chúng ta chưa muốn mua luôn thì chúng ta cứ add Zalo của trang trại lại, add Zalo lại để khi nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta chỉ cần nhắn tin trang trại sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhanh nhất có thể. Video này thì Tài cũng làm đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Xin chào. Cuối video thì Tài dành một chút thời gian để giới thiệu đến mọi người cái bình ngâm Nhung Hiêu ngâm mật ong này nhé. Thì trang trại Tín Tài đang làm cái bình Nhung Hiêu ngâm mật ong, bao gồm là có một lạng Nhung Hiêu tươi Thái Lát và một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Thì các em đang ngồi chia đây, thì cái Nhung Hiêu này là trang trại cắt trực tiếp từ nhung tươi ra. Đấy là một buổi sáng này trang trại cắt được tổng là 6 cặp, thì hôm nay là không báo khách thì trang trại làm ngâm luôn. Và cái sản phẩm làm ngâm này thì là chủ yếu là để chia nhỏ sản phẩm để cho các anh chị cô chú bác mà không sử dụng nguyên cặp được thì có thể sử dụng đến cái bình này. Bình này thì Tài cũng nói cụ thể luôn là gồm một lạng Nhung Hiêu tươi Thái Lát này, một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc. Đây là nhân sâm tươi Hàn Quốc mà trang trại đã rửa sạch và thái lát sẵn. Đây là loại sâm là 6 củ 1 kg. Đấy, và cái mật ong rừng nhé mọi người, mật ong rừng để dùng ngâm là mật ong rất là chất lượng luôn. Thì ngâm toàn bộ cái sản phẩm mà để lên một cái bình này, kể cả nhân nhung hiêu và nhân sâm đều là cái loại tốt nhất. Lên bình này thì mỗi một cái bình như thế này thì nó là 0,8 lít mật ong này, một lạng nhung này, một lạng sâm. Cái giá của bình này là 2.600.000. Thì nếu các anh chị cô chú bác mà chúng ta không lấy cái cặp nhung hiêu tươi nguyên ấy thì chúng ta có thể sử dụng sang cái bình nhung hiêu ngâm mật ong sẵn này trang trại đã làm sẵn chỉ về sử dụng thôi. Anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899 để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Đây nhé mọi người, đây là một bình mà các em chia sẵn đây. Ở bên trong thì dưới là có 100g nhung hiêu tươi và 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc nhé. Nhung hiêu thì nó màu đỏ đây, còn nhân sâm là cái màu vàng vàng đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại Tín Tài thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến sản phẩm nhung hiêu này của trang trại hơn. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin cảm ơn.